Vân Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Và kính thưa các bác thân mến, hiện tại các bác đang được xem và tham khảo chất âm của đôi loa dòng 2 bass 25 4 chung 4 tép. Và như đường link em đã đưa ra, các bác sẽ được mua những đôi loa hàng chất lượng mà giá rất là hợp lý. Tiếng bass đánh rất là chắc, sâu tiếng. Các bác sẽ cùng kiểm chứng tiếng tép sắc nét chi tiết. Và ngay sau đây các bác sẽ cùng kiểm chứng tiếng lời. Lời ca sĩ rất là sáng to. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Bát đánh chắc sâu. Ngát mùi hương ngọt. Chiều thu về gió lạnh điệu hiu. Thấy tâm tư gian sao. Thấy buồn buồn làm sao. Quán mơ xinh xinh lặng lẽ. Mưa tí bát đánh sâu trầm ấm như có loa súp. Đây là những quả bom tấn cho karaoke gia đình cho các bạn. Ok, xin được cảm ơn toàn thể các bác. Các bác thân mến, chỉ với 3 triệu 900 ngàn đồng, các bác sở hữu ngay một đôi loa sử dụng 2 bass 25 4 chung 4 tép, dòng loa thùng gỗ sơn sần bóng màu đen, giá quá rẻ và hợp lý cho các bác cũng như là anh em. Chất âm hay. Đây ạ. Em chỉ không dùng từ đẳng cấp cho đôi loa thôi các bạn. Nhưng đôi loa rất là chuyên nghiệp, giá thành hợp lý. Lâm châm loa chung, miệng của loa bao nhiêu thì lâm châm to như thế các bạn nhá. Loa bass sử dụng 2 bass 25 lâm châm kép. Rất là cao cấp chất lượng. Giá 3.9 triệu bao rẻ cho các bác cũng như là anh em. Những đôi loa hát karaoke hay, nghe nhạc chất lượng. Tên sản phẩm là GSL. Các bác lưu ý lại là thùng gỗ sơn sần bóng màu đen. 2 bass 25. Dòng loa các bác có thể để lằm lên trên mặt kệ, hoặc các bác có thể treo lên anh em nhá. Có lỗ, có ốc vít để treo luôn. Rất là cao cấp. Đây ạ. Tên sản phẩm là RSL, mã số MSP07, nội trợ 4 ohm, công suất max là 500W, độ nhạy 105 dB. Độ nhạy rất là cao, các bác nghe cảm nhận tiếng rất là chất lượng. 4 lỗ thoát khí. Đó. Em chỉ còn số lượng vài đôi thôi, các bác sẽ gọi điện sớm cho em nhé, không còn nhiều. Và giá 3.9 triệu em bán tại cửa hàng, đây là giá bán quá rẻ. Còn lô này em đã về rất là nhiều, trước khi em bán 4.500.000, các bác tiếp tục nghe chất âm nhé. Và các bác có nhu cầu sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho em qua các số máy ở trên tấm biển. Cửa hàng em nhận giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra em hỗ trợ trả góp cho các bác cũng như là anh em. Các bác thân mến, với những đôi loa lặng to như thế này, các bác vui lòng chuyển cọc tiền, em sẽ gửi hàng. Trân trọng cảm ơn. Và em sẽ dừng lại clip để tiếp tục test những video cho toàn thể các bác cùng anh em tham khảo ạ.